Xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Các bạn thân mến, nấm ngọc cẩu được mệnh danh là thần dược nam giới trong y học cổ truyền, với công năng bổ thận, tráng dương, hiệu quả nhất trong các loại thảo dược. Ngoài ra, nấm ngọc cẩu còn hỗ trợ điều trị chứng rối loạn cương dương, yếu sinh lý hay liệt dương. Và nếu các bạn đang quan tâm đến vấn đề này, mời các bạn cùng theo dõi video của chúng tôi dưới đây. Nấm ngọc cẩu bồi dưỡng sức khỏe, cải thiện sinh lý của nam và nữ. Nấm ngọc cẩu là dược liệu chữa trị bệnh xương khớp và yếu sinh lý. Hãy cùng tìm hiểu về loại thuốc này trong bài viết sau đây. Nấm ngọc cẩu được biết đến với các công dụng như bổ thận, bổ máu, hỗ trợ dạ dày tiêu hóa và đặc biệt được ưa chuộng bởi tính năng tăng cường sinh lực đặc biệt cho nam giới. Vì vậy, người dân thường dùng loại nấm này để nấu ăn, sắc thuốc và đem ngâm rượu để dùng lâu dài. Nấm ngọc cẩu có tên tỏa dương củ pín, địa mao cầu, củ gió đất, thuộc họ gió đất. Đặc điểm của nấm ngọc cẩu, đây là loại cây sống lâu năm, sống trên rễ của thân cây gỗ có tán rộng trong rừng. Đây không phải là nấm nhưng có tên nấm vì chúng đâm chồi lên từ mặt đất, phần ngọn có hình dáng giống tương tự họ nhà nấm nên người dân gọi nó là nấm cho tiện. Thành phần hóa học, loại nấm này chứa các chất dinh dưỡng cho cơ thể như sau: 13 loại axit amin, chất béo, tinh dầu, xanthanin, campein, choline. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng X-men và X-thận của Hợp Lắc. Sản phẩm được bào chế 100% từ các thảo dược quý như sâm dương hoắc, câu kỳ tử, tiêm mao, đỗ trọng, sa sàng tử, quế nhục, thục địa, bạch truật, đặc biệt là đông trùng hạ thảo sẽ giúp cho bổ thận, tráng dương, sinh tinh, tăng cường ham muốn tình dục, giúp mình và bạn tình đạt được đỉnh cao cực khoái, từ đó sẽ có được hạnh phúc viên mãn hơn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của chúng tôi. Chúc các bạn luôn có một cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, luôn đạt được thăng hoa trong các cuộc yêu. Và đừng quên đăng ký kênh, like hoặc share để nhận được thông báo sớm hơn những người khác. Xin chào và hẹn gặp lại.